Chào các bạn, đây là cái mặt của TV thùng Davo 21 inch các bạn. Mình mới nhập phế liệu về, giờ mình sẽ chờ rửa vệ sinh sạch sẽ, sau đó mình sẽ cắt cái bo âm thanh ra, mình sẽ chế một cái bo âm thanh nghe nhạc rất là hay các bạn. Từng mai chỉ thử thử tắm nước đây. Bây giờ mình sẽ vẽ cái mặt 13 chân của con ICLE42052 các bạn xem. Chân 1 nó được gắn với cái tụ 100mm 16V. Chân 2 thì sẽ một cái tụ 1mm 10V. Chân số 3 nối mát. Chân số 3 là sẽ nối mát các bạn. Chân số 4 là chân này là lấy tín hiệu nè, nó sẽ qua một cái tụ 1mm 10V, tín hiệu led rai luôn các bạn. Chân số 5 nó sẽ là nối với tín hiệu âm thanh. Thì chân số 6 sẽ một cái tụ 4,7mm 16V. Chân số 7 này là chân nguồn với sẽ cộng. Nó sẽ có một cái tụ 1000mm 25V. Một tụ nối mát. Chân số 8, chân này số 8. Số 8 thì nó có một cái tụ 470mm 16V. Cái này audio loa các bạn. Chân số 9 không có. Chân số 10 nối mát. Số 11 không có. 12 sẽ là ra loa của kênh 2 rai qua một cái tụ 470mm 16V. Rồi ok, chân 13 cũng không có. Rồi bây giờ mình sẽ dựa trên cái mặt này, mình sẽ tìm ra, mình sẽ cắt cái bo này ra, là cắt nguyên cái cụm cái nhôm đó các bạn. Thì mình sẽ làm dấu, mình sẽ gạch. Ok, mình sẽ dùng máy cắt hình cắt các bạn.
Rồi xong. Nói lát chỉ bẻn bẻn nói gọn như thế này thôi. Rất là gọn hơn các bạn. Thì mình sẽ tách cái chân, hai cái chân số 8 và số 12 nó đấu song song với hai cái tụ 470 mm, mình sẽ tách rời ra thành hai cơ chân điện. Mình sẽ hàn dây cho nó. Chứ khó có thể không thay đổi gì cho suốt cả 10 năm như vậy. Nên nhớ lại câu tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt. Đầu phải đen nắng